Bắt đầu nhá. Hello, xin chào mọi người, mình là Thu. Hôm nay thì mình đang ở một trong những ngôi trường đẹp nhất Việt Nam, đó là trường Đại học Lâm nghiệp. Bạn có thể quay cho mình một vòng được không? Cảnh sắc ở trường bây giờ thì thực sự là đẹp như bên Hàn Quốc không mọi người ạ? Nếu mà mọi người mà rảnh rỗi, có thời gian thì nhất định phải đến đây xem nhá. Sáng nay thì mình có đưa em bé nhà mình lên đây chơi. Và mình mới biết là ở đây thì đang tổ chức một cuộc triển lãm về bảo tồn các loài rùa. Và mình đã đắn đo rất là nhiều, không biết có nên quay video này không. Thì như mọi người cũng thấy đấy, bạn có thể quay một lượt. Một cuộc triển lãm rất là ý nghĩa, nhưng mà lại có khá là ít người đến xem. Nên mình đã phân vân rất nhiều. Và mình đã quyết định là nhất định phải quay nó lên để đưa lên YouTube. Bởi vì có thể là không có nhiều người xem, nhưng mình biết là sẽ có thêm thêm được một số người nữa có thể xem cái video này ở trên kênh YouTube này. Và mình có thể truyền tải một thông điệp rất là ý nghĩa tới với đến tất cả mọi người. Đây mình sẽ cho các bạn. Đây là bạn sinh viên của trường tổ chức cái buổi lễ này. Và bạn có thể giới thiệu cho mình được không? Giới thiệu cho các bạn là mình là Trung Vinh. Bạn Vinh nhá. Vâng, mình hiện tại đang học K64 của Đại Tài Nguyên Thiên Nhiên. Thì mình thuộc bộ YCC. Tất cả mọi người đây là YCC liên kết cùng với nhà trường và các ban tổ chức khác để có thể tạo nên một cái buổi triển lãm cho mọi người ngày hôm nay rất là ý nghĩa. Thì mình rất là mong các bạn có thể đến và đến đây để xem và được biết thêm nhiều thông tin hơn để bảo vệ với các loài rùa Việt Nam. Bởi vì thực sự đây là một hành động rất là ý nghĩa, bởi vì bảo vệ sinh thái cũng chính như là bảo vệ cuộc sống của mình vậy. Thế mình rất mong là cái chuyện triển lãm này hôm nay sẽ đem mang đến một vài thông tin tích cực và ý nghĩa đến cho mọi người hôm nay ạ. Bạn có thể giới thiệu về nội dung cũng như là các bức tranh ở đây một cách cụ thể được không ạ? Bạn giới thiệu lại được không? Lúc đấy mình có nghe bạn giới thiệu cho các bạn sinh viên rồi. Bây giờ bạn giới thiệu lại một lần để cho mọi người được biết đến được không? Bởi vì nếu không thì rất là tiếc. Bởi vì mình thấy các bạn nhìn này, một cuộc triển lãm rất là đẹp, nhưng mà bởi vì Covid cho nên là cũng khá là ít người đến xem. Và đến 5 giờ chiều hôm nay là nó bị thu rồi đúng không? Sáng nay thì mình có nói chuyện với các bạn sinh viên. Các bạn bảo 5 giờ chiều là sẽ bị thu hồi. Thì rất là tiếc. Nên là bạn có thể giới thiệu nhiều hơn được không? Thực ra thì kiến thức của mình cũng không được rộng lắm, bởi vì mình cũng được training từ các anh chị khóa trước đấy ạ. Okay. Và các anh chị bên tổ chức bảo vệ rùa thì ENV ấy, thì các bác chị cũng có cho mình một vài con rùa. Thứ nhất là có thể mình sẽ nói trước là hoàn kiếm ạ. Thì có con gọi là kiếm. Giải xin huê. Ok, tên học đây rồi, hoàn kiếm mọi người nhé. Thì cụ rùa này thì bên mình là bên nước Việt Nam mình là đang có thì tổng số là có 5 con. Ừ, 5 con. Đấy, thì tầm đấy thì Việt Nam mình đang có không? Theo mình thông tin mình đọc được thì có nhiêu? 2-3 con cá thể trong Việt Nam. Mình cũng lên Hồ Gươm nhiều rồi mà chưa bao giờ được gặp cụ rùa. Đấy, thì đợt cụ rùa mất vào 2016. Thì sau khi được vớt lên thì cụ nặng khoảng tầm như là 169 kg tầm đấy. 169 kg. Cụ sống rất là thọ. Thì đây là rùa trung bộ. Đây là rùa trung bộ này. Đây là rùa trung bộ. Thì nó cũng đang thuộc dạng trong sách đỏ Việt Nam và rất là nguy cấp rồi. Nhưng như ví dụ CR này là sách đỏ hả bạn? Sách CR này tức là rất nguy cấp. À, rất nguy cấp. Vâng. Ok. Ở bên này ạ. Thì ở bên này bọn mình có ghi chú thích cho các bạn hiểu về các thuật ngữ ở cho đây. Thì CR là rất nguy cấp này. Vâng. Còn EN là nguy cấp. EN là nguy cấp. CR. Ok. Bạn giới thiệu thêm các bức tranh ở đây được không? Cho mình xin giới thiệu tiếp bức tranh về rùa trung bộ được không ạ? Ok. Thì con rùa này thì thực chất là nó chỉ có ở tại miền Trung Việt Nam mình mà thôi. Và miền không Trung. Tìm được bất kỳ ở chỗ nào. Không tìm được bất kỳ ở chỗ nào ngoài Việt đây, Nam. Đây là đánh dấu hả bạn? Đây, vâng. Miền Trung là đánh dấu hả? Tất cả những nơi mà có màu cam
và nuôi nó đang sống ở sinh sống ở tại đấy. Nhưng mà thực sự là cá thể này ngoài tự nhiên là gần như là mình không thể gặp được nó nữa. Bởi vì cái môi trường sống của chúng nó đã bị tàn phá. Kiểu thế là việc gặp nó từ rất là lâu rồi, không thể gặp được nữa. Ok. Tiếp tục đến lần lượt đi bạn. Chúng mình có lần lượt đi. Đây. Mình xin được phép giới thiệu một số con kiến nhận này. Con rùa đầu to đúng không ạ? Thì, ok. Thì cái con rùa đầu to này có một cái đặc điểm. Các bạn thấy là nhìn những cái con khác ấy, thì nó có thể thu được đầu vào. Nhưng mà con rùa đầu to này nó không thể thu được đầu vào, nên là mình gọi nó là rùa đầu to. Không thể thu được đầu vào trong mai. Thế các bạn thấy này, vì đầu to, đầu to quá. Nó rất là đầu to, rất là to. Và thế là trong nó cũng đang trong tình trạng là rất nguy cấp tại nước ngoài. Nhưng mà mình thấy ở phân bố khá nhiều ở Việt Nam ấy, vì vùng cam ở đây rất là nhiều đúng không? À vâng ạ. Thì ban đầu là con này hình như là mình nhớ là cũng không được kiểu được cho vào đặng sách đỏ đâu ạ. Nhưng mà gần đây thì do cái thú vui của một số người ấy, thế nên là đang bắt những con rùa này về làm cảnh và cả rùa trang trí. Thế nên là đặc biệt là cái mai rùa này thì mọi người hay bắt về làm trang trí cái giá treo gì đấy. Thì rất là thế nên là sách đỏ Việt Nam quyết định là cho những cái loài này vào chữ N này là nó vào sách đỏ. Bắt đầu cho nó sẽ đỏ rồi. Ok. Thì ở đây là mình xin giới thiệu tiếp, đó là con rùa hộp chán vàng miền Nam. Chán thì vàng miền Nam, mình thấy phân bổ ở đây khá là ít này, có một tí tẹo thôi. Thì hiện tại thì nó gọi là rùa hộp bởi vì loài này nó có thể nó có một cái bên dưới cổ, yếm dưới yếm của nó thì nó có một cái là nó có thể đóng ra mở vào cái vỏ của nó được. Nó có thể chu hẳn vào bên trong cái vỏ nó và đóng im cái hộp. Thế nên chúng mình có thể gọi là rùa hộp. Đấy. Thì loài này phân bố ở miền Nam. Còn tiếp theo đây thì là loài phân bố ở rùa hộp chán vàng miền Trung. Miền Trung. Loài này đang phần được bảo tồn tại Việt Nam. Nó tính từ Quảng Trị đến Bình Định và Tây Nguyên. Đây. Đây, nó rùa hộp này. Con gì đẹp nhỉ? Màu đẹp. Thì rùa hộp chán vàng thực ra nó rất là đặc sắc. Nó là gọi là nữ hoàng của, có thể gọi là nữ hoàng của loài rùa vậy ạ. Nữ hoàng của các loài rùa. Vâng, sao bởi vì đẹp thế? Bởi vì nó có rất là nhiều màu đặc sắc ấy ạ. Tiếp đến thì rùa hộp chán vàng miền Bắc. Thì loài này thực sự là nhìn có rất là nhiều màu này, đồ màu cổ đầu này, cổ và mai này. Thì các đường nét của nó rất là đẹp. Đấy. Vảy nữa. Thì nó có thể đóng kín cái mai này. Cái cổ nó cao thì nó có vệt đen này. Có vệt đen với nhau này. Thì để nhận dạng rất là dễ. Bởi vì cái yếm của nó này, cái yếm là mình nghĩ đây đoạn dưới này hơi khó nhìn một tí. Thì nó có màu nâu sẫm. Tổng quan là nó rất là còn nhiều màu. Kích thước có thể lên tới 20cm. 20cm à? Đúng vậy. Tiếp theo là rùa đất Pukin. Rùa Pukin thì nó đặc điểm của nó là cái mai này màu xám đến nâu này. Tức là nó cứ màu xám xong màu nâu xong hẳn dần sang màu nâu đấy. Thì nó có sọc màu đen nhạt xen kẽ sọc này. Đây, các sọc màu đen nhạt nó xen kẽ các sọc màu cam ở cổ. Đấy. Đây phần này. Ok. Đấy. Yếm nó sẽ màu vàng và thường có sọc ngắn trên các tấm. Sọc ngắn là đây những cái sọc này. Thì trên các tấm của nó có sọc ngắn. Nó phân bố khá rộng đúng không? Và đây là ở... nhiều phết đây này. Vậy thì bạn ấy thấy là trên thế giới thì nó ở phía đông Campuchia, còn Việt Nam mình thì nó sẽ ở Tây Nguyên và miền Trung Thừa Thiên Huế. Nhưng mà những cái con vật này ở đây ví dụ là phân bố là chỉ là có thể sinh sống ở đây chứ ở ngoài tự nhiên nó không có nhiều đúng không? À dạ vâng đúng ạ. Thì chỉ có chỗ này thì nó sẽ phù hợp với điều kiện tự nhiên và có khả năng sinh sống. Đúng rồi. Và con này thì thấy có một tí thì ti ở chỗ dưới này đúng thôi vậy, đúng nó không? Nó chỉ gần đấy này. Thì có các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Và nó chỉ ghi là ở tại đảo Phú Quốc thôi. À Phú Quốc à? Đúng vậy. Thì trên thế giới thì có Thái Lan và Campuchia. Thì con này thông tin ở sách đỏ Việt Nam mình nghĩ là chưa có đủ hết ấy. Thế nên là hiện tại thì sách đỏ Việt Nam chưa đánh giá được con này. Ở đây là chủ yếu là rùa đất thôi đúng không? Vâng, chủ yếu ở đây là rùa nước ngọt và rùa trên cạn. Rùa nước ngọt và rùa trên cạn. Không có rùa liên quan đến biển. Ok. Đây rùa của bự con này nhìn hậu nghĩnh. Con này ạ. Con này thì nó một cái màu khác tất cả. Nó khác với con nhìn rùa. Nhìn nó đen. Nó khác với những con rùa
rùa gọi là rùa hộp đúng không? Là rùa hộp. Thì rùa hộp nó rất là nhiều màu, nhưng mà con này đặc biệt là mai nó màu đen, đen. Ừ. Đầu sẫm màu này. Ừ. Đấy, nó có cái khoang trắng. Khoang trắng này. Ừ. Đấy. Thì cái đầu rộng thì cái hàm của nó không kiểu chĩa nhọn lên mà nó lại hàm cong. Ừ. Bình thường rùa hàm nó hàm cong này cơ. Ừ. Thì kích thước mai của nó cũng có thể lên tới 20cm. Ừ. Ấy, các bạn ra rồi kìa, hãy ra giới thiệu cho các bạn đi. À, mời các bạn vào xem là triển lãm rùa của bọn mình từ ngày hôm nay. Hãy hỏi Vinh nha. Hỏi Vinh này. Vinh, có một câu hỏi là có hai ngày tại sao rùa tay đỏ lúc bé có tay đỏ mà lớn như mất. May là các con học tao đấy. Trả lời đi bạn. Này, nó có phân loại cấp luôn rồi này. Đây, đây là... chứ không cần mình hỏi nữa đâu. Đây chính là mình vẫn phải giải thích về ơi, bây giờ sinh viên đã ra rồi nên là khá là đông, các bạn sẽ xem thực sự những cái triển lãm về bảo tồn rùa ý nghĩa như thế này. Mình rất là hy vọng có nhiều người xem, bởi vì ý nghĩa của nó thực sự là rất là to lớn. Phần như là không có điều kiện, không có điều kiện sống bên ngoài tự nhiên luôn, nên mình phải bảo tồn nó. Đây chính là Vinh rất nguy thúc. Thế là cái này Yến ơi, đây mọi người có thể xem nhé, đây là trường Đại học Lâm nghiệp đấy bạn. Đây là một trong những trường đại học mình đánh giá là đẹp nhất Việt Nam, bởi vì ngày trước mình học ở trên phố cổ ấy. Diện tích của các trường thì khá là nhỏ, đặc biệt là trường mình, nên là cái việc trang trí cảnh quan thì nó cũng không được nổi trội lắm. Nhưng ở đây thì trường rất là rộng, phong cảnh rất là đẹp như ở bên Hàn Quốc luôn mọi người ạ. Đặc biệt là vào mùa thay lá như thế này. Đây. Cái loại này ở trong sách đỏ thế giới nó thuộc cái loại, nó thuộc cái mức độ là rất là nguy cấp rồi, nên là cần chúng ta phải bảo tồn. Ở miền Nam thì nó trải dài từ miền Bắc, từ miền Tây, đồng bằng sông Cửu Long. Đấy là một trong những cái công tác mà về sau này các bạn ra ngoài các bạn cần làm, đó là để bảo tồn. Khi mà các bạn học đúng về chuyên ngành của mình, sau khi các bạn ra làm, thì để mà nhận biết được chúng ấy, thì chúng ta có thể là nhìn vào những cái chân của nó. Những cái loài nào mà nó ở dưới nước ấy thì nó sẽ có cái màng bơi, tức là giữa cái ngón chân của nó cũng cái màng thôi. Còn những cái loài mà chẳng hạn như là rùa đất này nó sống ở trên cạn này, thì cái chân của nó sẽ to, chân của nó to, nó là những cái chân trụ ấy, để cho các bạn có thể phân biệt được, để mà biết là nó ở dưới nước hay là trên cạn. Thì các bạn cái đặc điểm dễ nhận biết nhất là các bạn có thể nhìn vào chân của những cái loại rùa ở trên cạn, thì nó sẽ là chân hình trụ, nó sẽ to hơn cái chân của những cái loài rùa ở dưới nước. Những loài rùa ở dưới nước thì chân của nó sẽ hình dẹt, hoặc là các bạn có thể là nhìn vào cái mai của nó. Cái mai của những cái loài rùa ở trên cạn thì nó sẽ gồ cao hơn, còn những cái loài rùa ở dưới nước thì nó sẽ bằng hơn. Ví dụ như là những cái con rùa đây là rùa hộp này. Rùa hộp này là chúng sống ở trên. Những cái rùa hồng này là chúng sống ở trên cạn này. Các bạn nhìn cái mai của nó này, và cái chân của nó này, chân của nó rất là to đúng không ạ? Và cái mai của nó gồ rất là cao. Tại sao gọi nó là rùa hồng? Bởi vì là nó có thể là tụt ra tụt vào những cái, ở đây nó có những cái nắp này như này, những cái yếm và những cái mai của nó ấy. Nó có thể là đóng ra mở vào. Và đóng rất kín luôn ạ, đóng kín là thành như một hộp ấy. Đóng kín nó có thở được không ạ? À thở được chứ bạn, nó vẫn có thể có lỗ thoát hơi để nó thở. Nó có thể hô hấp được. Nó vẫn thoát được ạ. Thì những cá thể này thực sự bên ngoài môi trường tự nhiên là rất khó để gặp và gần như là không có. Ở Việt Nam có chỗ nào nuôi để bảo tồn không? Khó ạ. Có những số bảo tồn rùa, nhưng mà hiện tại giờ thì mọi người đang rất là nỗ lực để bảo tồn, nhưng mà quan trọng là ý thức con người nữa. Nghĩ nó đi khoảng
rùa 3G. À, các bạn ơi, cho mình xin ít chút thời gian để nói về cái khóa đào tạo kỹ năng nghiên cứu. Thì ở đây là mình có cái khóa đào tạo các kỹ năng nghiên cứu về thực địa rùa cạn đuôi nước ngọt ấy ạ. Thì thời gian nó sẽ tổ chức từ 16 tháng 4 đến 23 tháng 4 2022. Thì tối đa là học 8 ngày tại Vườn Quốc gia Cúc Phương. Đã. Thì đối tượng tham gia thì đương nhiên là các bạn học sinh sinh viên và ở đây là chính rồi. Thế nên là các bạn nếu như ai có nhu cầu tham gia muốn tìm hiểu về các loài rùa ấy thì mình có thể tham khảo cái này. Bởi vì tất cả chi phí khóa học như là đi bộ này, đi ăn uống đi lại rồi thì tài liệu rồi thì ăn uống thì tất cả đều được chu cấp. Có giới hạn lượng học viên không ạ? Tổng cộng là sẽ có 12 suất. Nếu như mà bạn kiểu bạn có một cái niềm đam mê ấy, bạn có một cái gọi là cái năng lực là nỗ lực gì đấy về các bảo vệ các loài rùa ấy thì bạn có thể nộp đơn và xin vào thực địa đào tạo các kỹ năng của chương trình mình. Thì ở đây là mình có mã QR và đường link đăng ký ở đây. Các bạn có thể có hai phương thức làm QR và đăng ký theo link. Thì mình gửi các bạn để các bạn có thể đi tìm hiểu cách kỹ hơn đúng không ạ? Thì nếu như được thì mình có thể ra viết một cái câu gì đó để bảo tồn về các loài rùa được không ạ? Để mọi người có thể nhìn vào và mọi người sẽ có biết hơn rồi. Biết là gì? Biết là loài rùa đúng không? Ở đây thì đã có rất nhiều bạn đã chung tay viết về cảm nghĩ của mình sau khi tham quan và bảo vệ rùa. Thì bọn em mới được tham quan đâu. Chứ sao nhá. Thì ở đây là mình rất mong các bạn có thể giúp mình để viết một cái thông điệp có ý nghĩa cho mọi người. Sau này mọi người sẽ đến với mọi người tìm hiểu sâu hơn ạ. Hãy viết cái gì đấy mà thật tâm trong lòng bạn muốn viết đấy. Không được ăn rùa. Có thể là không sử dụng các sản phẩm từ rùa, bởi vì có rất là nhiều người lấy mai rùa để trang trí và nuôi bắt rùa làm cạch. Thế nên là đấy là một vấn đề rất là lớn mà bọn mình đang cố gắng khắc phục. Linh. Ừ. Biết biết là không lạm dụng cũng được không nhỉ? Được ạ. Không lạm dụng các sản phẩm từ rùa cũng được ạ. Ôi, thật tầm nhìn. Không lạm dụng và sử dụng rùa. Biết sai trên mạng rồi. Thì chiều nay mình sẽ có một cái hội thảo bắt đầu từ 1:30 đến tận 5 giờ chiều ạ. Vâng. Biết sai chính tả lại là chính. Thì nếu được thì các bạn có thể di chuyển lên hội trường G6. Thì mình có sẽ có một ở trên đó có những sự kiện giao lưu học tập với mọi người để lấy được những phần quà, ví dụ như là móc khóa này, áo này, thước này và những điều và nó sẽ liên quan đến rùa, nó sẽ rất là dễ thương đấy ạ. Mình cảm ơn. Kể cả rùa biển luôn ạ. Ở Việt Nam có 5 loại rùa biển thì tất cả 5 loại rùa biển này đều quay trở lại cát để chúng nó đẻ trứng. Và sau khi đẻ trứng xong thì chúng nó ra biển. Nhưng mà tớ chưa thấy đâu.
Đây ví dụ như các cái loài này. Đây là rùa nướng. Rùa nướng là sống ở trên cạn này. Các bạn có thể đặt thấy cái chân của nó rất là to. Còn cái đây là rùa sa nhân. Đấy, cái chân của nó rất là to. Rùa sa nhân này là cũng là một cái loài sống ở trên cạn. Và cái mai của cái rùa sống trên cạn thì thường thường là nó sẽ gồ hơn là những cái rùa mà ở dưới nước. Và toàn cơ thể của nó có cái hình như là hình đĩa bầu dục ấy. Những cái rùa mà tại sao được gọi là rùa hộp thì là nó có thể nó có cái những cái mai ở phần dưới. Ở trên cái cơ thể của chúng ấy, có cái ba rùa lộ lên rất là rõ ràng. Đây, đây là một cái rùa và ở hai bên này. Nó sẽ ở những cái giữa những cái đoạn mà nó chia cái những cái xương bì của chúng ra. Cái loài này là loài sống ở dưới nước các bạn. Thế như rùa trên cạn ấy thì chúng đi là chúng nhấc hẳn cái người lên, cái chân của nó rất là khỏe, nó nhấc hẳn người lên. Nhưng mà cái rùa này nó ở dưới nước thì nó sẽ bò, nó bò sát mặt đất luôn. Cái chân của nó thì đẹp, thường là sẽ ngắn và nhọc hơn. Thế bình thường là kích thước của rùa mà trên cạn ấy nó lớn hơn hay là bé hơn so với rùa nước hay là nó tùy loại thôi? Nó tùy, nó phải phụ thuộc vào từng loài. Ví dụ như con sim heo hay là còn được gọi là rùa hoàn kiếm. Rùa hoàn kiếm, rùa hoàn kiếm là một cái loài rùa đặc trưng. Các bạn có nghe về rùa hoàn kiếm bao giờ chưa? Là những cái loài mà gọi là thuộc vào rất là nguy cấp rồi, cần được chúng ta bảo tồn. Ví dụ như cái con rùa hoàn kiếm này. Ở trên thế giới, cả thế giới còn được có 4 con. Ở Việt Nam được 2 con. Ở Việt Nam được 2 con và ở Trung Quốc còn 2 con. Và Việt Nam đang có một cái dự án đó là muốn đưa cái giống rùa hoàn kiếm này trở về Hoàn Kiếm, bởi vì hiện tại nó không còn ở Hoàn Kiếm nữa. Mà nó ở tại vì bị ô nhiễm quá. Nó bị mất sinh cảnh sống ạ. Thế là nó đi đâu rồi? Chết rồi. Hai con nó không đi đâu ạ. Nó không đi đâu mà cái rùa Hoàn Kiếm này nó phân bố ở hai nơi khác ở Việt Nam mình. Nhưng mà hiện tại là không được đấy ạ. Nó ở cái khu vực từ thành phố thôi. Giờ chỉ biết là hai con còn vẫn chưa biết chính xác là ở đâu ạ. Biết chính xác ở đâu nhưng mà không ở Hồ Gươm, bây giờ không ở Hồ Gươm đúng không? Vâng ạ. Hồ Gươm chết sạch rồi. Người ta đấy chỉ còn cái tiêu bản ấy, nó mổ lâu rồi. Mấy con to lắm. Mấy con tiêu bản luôn mà. Ừ, hai ba con thì nó to. Nhưng mà nó chết sạch. Chết rồi. Ừ, tiêu bản cái teo. Nhưng mà chắc ở hồ không còn con này sống. Nó chịu sự tác động rất là lớn từ môi trường bên ngoài, cho nên là hiện tại là chúng ta còn rất là ít, tại như trên thế giới còn ở Trung Quốc còn 2 con. Và ở khu vực miền Bắc của Việt Nam thì còn có 2 con. Và một con rùa hoàn kiếm được công bố đã là ở trên hồ đập Đồng Mô, Ba Vì, trên Ba Vì ở ngay trên này. Hiện tại là đang được mọi người rất là chú ý đến để bảo tồn. Con này cũng lớn. Nếu mà nó chủ kích thước cực đại huyết đến chỗ này. Đây như các bạn thấy đây như là rùa trong một con. Con này cũng sống ở dưới nước. Có thể nhìn từ chân của nó. Con này cái kích thước của nó rất là lớn. Như cái ngày mà khi mà vớt phụ rùa ở hồ Hoàn Kiếm lên ấy, thì khi mà cân cái phụ rùa đấy lên thì nhớ không nhầm thì nó rơi vào khoảng tầm 170 mấy cân ấy. Đấy. Kích thước của chúng nó rất là lớn. Nó tùy thuộc vào từng loài chứ không phải là loài nào cũng như thế. Như có một con có kích thước rất là nhỏ và mọi người rất là hay bắt nó để làm cảnh. Đây như cái loài này. Cái loài này chúng có cái kích thước nhỏ nên là mọi người rất là hay bắt để làm cảnh, hay làm cảnh. Ở trong sách đỏ của Việt Nam thì không được đánh giá, bởi vì là cái số lượng loài này là chưa nhất định.
mình thấy ở đây có cả triển lãm cả ba ba, không biết là rùa với ba ba thì nó khác nhau ở cái điểm nào để cho mình dễ nhận biết nhá. Rùa và ba ba, như rùa sẽ có cái lớp xương bì, lớp mai và lớp yếm của chúng làm lớp cứng để chúng bảo vệ cơ thể, nhưng mà ba ba nó lại là thân mềm. Ba ba nó là thân mềm đây ạ, đây mềm luôn, nó là thân mềm ạ, đây như con này. Tức là sờ vào đây thì cảm thấy nó mềm à? Nó là mềm, nó là thân mềm mà chị, nó như kiểu cá ấy ạ. Tức là nhìn qua thì nó cứng, nhưng mà thực ra sờ vào thì nó mềm à? Vâng, sờ vào là nó mềm ạ. Nhưng mà chị nhìn cái lớp xương bì của lớp rùa này, nó cũng đã khác so với cả cái lớp mai của cái ba ba này. Nhìn nó cứng cáp hơn đúng không? Nhỏ nhọn hơn. Đấy, như kiểu ba ba ở dưới nước thì các bạn có thể thấy là đây cái màng bơi của nó này. Đấy, thể hiện rất là rõ. Nên là những mấy con này nó sống ở dưới nước, những màng bơi này nó rất là phát triển. Đấy, nó như kiểu là cái chân vịt ấy. Ở dưới này này, chị thấy có một cái, chị có thể giải thích rõ hơn cho chị được không? Đây này, đó là buôn bán rùa, đọc chị có đọc qua rồi, có thể giải thích là tác dụng của rùa ấy, vì sao người ta hay bắt rùa làm thịt hay bắt ba ba làm thịt không? Để mà nói về làm thịt thì nó có một cái giá trị về thương phẩm nhất định, có thể là làm thuốc, hoặc là buôn bán về rùa thì rùa được coi như là một cái loài gọi là tâm linh của con người Việt Nam nói chung. Như kiểu ở Văn Miếu Quốc Tử Giám thì có thể ra để quan sát là ở trên những cái mai rùa ấy ạ, là có những cái bia mộ của những cái sĩ tử từ ngày xưa đấy, là nó là một cái loài vật rất là linh thiêng, là người ta sử dụng và buôn bán rất là nhiều. Chị đang muốn hỏi là cái giá trị dinh dưỡng mà theo giá trị dinh dưỡng mà nó tốt đến mức nào mà rất là nhiều người muốn ăn nó và săn bắt nó ấy. Về cái giá trị dinh dưỡng thì thực ra là bọn em cũng vừa chỉ học về nhận biết và phân loại thôi. Cái câu hỏi đấy chị có thể là để lại số điện thoại cho bọn em, sau khi mà bọn em có thể là hỏi các thầy các cô xong rồi thì em sẽ liên lạc lại và trả lời câu hỏi. Thôi để chị về tự tìm hiểu cũng được, ra mấy cái này trên mạng có nhiều. Còn con rùa nào đặc biệt nữa không, giới thiệu cho chị được không? Ở dãy này lúc nãy có một bạn giới thiệu cho chị rồi, còn phía dưới thì chưa có ai giới thiệu nhiều lắm. Đây ạ, có cái con rùa bốn mắt đây. Rùa bốn mắt. Vâng. Bốn mắt này, nhưng mà đây là chỉ trang trí rồi đúng không em? Cái này em như theo em được biết ý ạ, thì là cái đặc điểm về sinh thái của nó là như thế. Để mà nhận biết cái loài này thì là ở trên cái phần trên cái phần gáy của nó ấy, thì trên phần đầu của nó có bốn cái mắt như thế này để mình nhận biết nó. Và đây là một trong những cái loại mà loài rùa mà sống ở dưới nước. Phân bố cũng khá là rộng đúng không? Vâng. Chị nhìn đây phân bố khá là rộng. Vâng, phân bố dọc từ bắc vào đến miền Trung. Đấy, chị thấy có khá là nhiều con phân bố rộng nhưng mà đến nay cũng tuyệt chủng nhỉ. Vâng. Như cái loài rùa này thì là chúng ăn tạp. Chúng có thể là ăn những cái loài vi sinh vật ở dưới nước, hoặc là có thể là ăn những cái loài thức ăn khác. Chúng ăn tạp cho nên là có thể là ăn những cái loài mà động vật ở dưới nước, có thể là những cái động vật thịt, có thịt như kiểu cá. Chứ chúng không kén ăn. Ví dụ như con rùa tai đỏ ấy ạ. Đâu, ở đây có rùa tai đỏ? Ở đây thì không có rùa tai đỏ. Cái loài rùa tai đỏ nó là một cái loài sinh vật ngoại lai của Việt Nam. Mọi người nhập vào với mục đích là để làm cảnh. Nhưng mà do cái sự quản lý và kiểm soát không được chặt chẽ cho nên là nó đã bị ra bên ngoài, ra ngoài môi trường và nó gây hại cho môi trường. Ví dụ như vào năm 2010 thì các nhà khoa học có đánh giá là con rùa tai đỏ đấy nó tấn công đến con giải sinh hoe, tức là rùa hoàn kiếm đấy, cụ rùa đấy ạ. Và đấy là cái loài rùa
gây hại của Việt Nam, cho nên là không được xếp vào sách đỏ của Việt Nam. Ừ. Nó là một loài sinh vật ngoại hạng, ngoại lai xâm hại. Đấy là một trong những cái loài cũng là loài rùa an tảo. Ở bây giờ ở trên giảng đường là đang có diễn thuyết về bảo tồn rùa. Dạ, vâng. Ở trên hội trường rùa 6 ạ. Nếu mà chị của mình nghe thì chị có thể đi lên đấy. Ok. Ở cái này là chỉ tổ chức ở trường mình thôi đúng không em? Thực ra là vẫn còn một cái học bổng nữa ở trong vườn quốc gia Cúc Phương. Nếu mà để mà tìm hiểu về kỹ hơn về các loài rùa này thì chị có thể là đi vào khu bảo tồn rùa châu Á ở trong vườn quốc gia Cúc Phương. Lúc nãy chị có nghe bạn ấy giới thiệu là khóa học trong vòng 8 ngày đúng không? Vâng ạ. 8 ngày. Tức là mình đi Cúc Phương ở đấy 8 ngày luôn à? Dạ vâng. Họ có hỗ trợ về chỗ ăn. Chị có nghe qua rồi. Chỗ ăn chỗ ở của mình. Nhưng mà chị thấy là chỉ có bao nhiêu suất thôi thì là chỉ tiêu gì để lựa chọn ra những cái suất đấy nhỉ? Cái chỉ tiêu đấy thì em cũng chưa nắm rõ được, nhưng mà để mà vào đấy thì có thể là quét một số cái thông tin của mình bên trong web của họ, họ có những cái đường link đăng ký đấy. Xong rồi họ sẽ tự lựa chọn đúng không? Vâng. Ok. Thank you em. Em có thể quay cho chị một tí không? Cứ quay đi nhá. Hello, mọi người vừa được Thu và mọi người cũng vừa được nghe các em sinh viên ở đây giới thiệu về việc bảo tồn rùa. Rất là hy vọng ai mà có xem qua video này thì có thể là các bạn không xem hết, nhưng mà các bạn cũng có một chút ý niệm gì đấy thôi về vấn đề bảo tồn rùa. Tại vì trong cuộc sống thì đôi khi chúng ta không chỉ để rèn luyện về vấn đề tri thức, về vấn đề kinh tế, kiếm tiền, mà chúng ta cần phải bồi dưỡng tâm hồn này, bồi dưỡng đạo đức. Và chỉ cần một cái ý niệm nhỏ thôi, đó là các bạn bảo tồn rùa này, thì có nghĩa là các bạn cũng đã khơi dậy cho mình nên một lòng tốt ở trong cái con người của mình. Và như vậy thì nếu mà mình trở thành người tốt này, gương mặt của mình sẽ sáng sủa này, tươi đẹp và vui vẻ hơn, thì cuộc sống của các bạn cũng sẽ tốt hơn. Bởi vì dịch Covid cho nên là có rất là ít người có thể đến xem cái triển lãm này. Mà triển lãm này thì sẽ chỉ ở trong ngày hôm nay và nó sẽ kết thúc vào 5 giờ chiều. Cho nên là mình hy vọng có thể gửi tới một cái thông điệp tốt đẹp, đó là các bạn hãy bảo vệ và bảo tồn rùa. Không chỉ có rùa thôi mà còn là các loài động vật quý hiếm. Cho chị quay một cái cảnh rộng ở đây nhé. Tạm biệt mọi người nha. Tạm biệt mọi người. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem một trong những ngôi trường đẹp nhất Việt Nam là như thế nào. Và mình khẳng định với các bạn đây sẽ là một trong những ngôi trường đẹp nhất Việt Nam, bởi vì mình đã học ở trên phố cổ rất là nhiều. Trên phố cổ diện tích các trường thì rất là bé, nó sẽ không có cảnh quan tuyệt vời như thế này và các cây cối đẹp như thế này đâu. Đang là mùa rụng lá, sẽ có rất là nhiều các loài cây mà các bạn chưa bao giờ được nhìn thấy. Mình lần đầu tiên đến đây và mình cũng rất là ngỡ ngàng. Và có một cái góc ở trong trường mà các bạn, mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem. Nó không khác gì ở vườn treo thảo dược bên Singapore. Lần đầu tiên mà mình vào mình ngỡ ngàng luôn. Wow, sao ở đây nó lại đẹp như thế này, không khác gì Singapore cả. Bởi vì mình cũng đã đi du lịch Singapore vào năm 2018. Bây giờ mình sẽ đưa các bạn đi xem nha. Bye bye, cảm ơn em nha. Đây, một trong những loài cây mà mình ấn tượng đầu tiên đó là hoa của nó. Mình sống cũng được nửa đời người rồi nhưng mà hôm nay mình được biết đến loài cây này. Đây, các bạn thấy không? Mình sẽ zoom dần cho các bạn xem nha. Đây là cây, hoa của nó rất là đẹp luôn mọi người ạ. Đây thì sẽ không được nhìn rõ, ví dụ mình zoom cho mọi người xem nhé. Đó, mọi người thấy không? Hoa cực kỳ đẹp, màu da cam rất là to luôn. Đây, mình sẽ cho các bạn biết đây là cây gì. Hôm trước thì mình cũng có hỏi các bạn sinh viên ở đây rồi, nhưng mà ở dưới đây thì nó cũng có biển luôn nè. Mình sẽ cho các bạn xem nha. Cây vàng anh do đồng chí Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trồng năm 2016.
Đây là cây hoa vàng anh các bạn ạ. Đẹp nhở? Đẹp rực rỡ luôn ấy. Nó trời ơi, nó đẹp ơi là đẹp luôn. Đó, đó là cây hoa vàng anh. Và bây giờ thì các bạn hãy cùng mình đi khám phá cái khu vườn tuyệt đẹp mà mình nói là giống như vườn thảo dược ở Mỹ nha. Đây, đây là mùa rụng lá và các bạn có thấy không? Cây lá đỏ này. Ờ, đó, lá đỏ đấy mọi người ạ. Thật đẹp hơn. Trời ơi, đẹp quá. Mình phải check in ở đây một phát mới được. Yeah. Mình sẽ đưa mọi người đi xem nha. Ở cái góc. Ui, đẹp, đẹp được thực sự luôn. Đó. Mình sẽ đưa các bạn đi xem lần lượt trong trường nhá. Rất là đẹp. Không khí ở đây rất là trong lành, thực sự là rất là phê luôn. Cây cối xanh tươi này, chim hát líu lo suốt cả ngày luôn mọi người ạ. Đó, các bạn thấy cảnh quan đẹp không? Rất là đẹp, rất là yên tĩnh luôn ấy. Mình sẽ đi theo lối mà đây là và cầu thang đi xuống này. Đó. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn trường Đại học Lâm nghiệp nhé. Nhà mình thì ở gần đây, cách ở đây khoảng 1.5 cây thôi. Đây là mình hay bế em bé nhà mình ra đây chơi. Mình rất là thích sống ở đây bởi vì không khí ở đây nó khá là trong lành, nó không bụi bặm và ồn ào như ở ngoài Hà Nội. Bởi vì dịch bệnh cho nên là mình cho cháu về đây ở. Chứ không thì bình thường là nhà mình sẽ ở ngoài Hà Nội mọi người ạ. Đây, đây là lối vào chính. Chiếc cổng phía trước chính là cổng chính của trường ấy. Mình sẽ giới thiệu cho mọi người xem. Cây cối ở đây thì khá là lâu năm. Cây nào cũng to và đẹp mọi người ạ. Trời ơi, thời tiết hôm nay rất là đẹp, gió mát, hơi lành lạnh một chút, giống như thời tiết ở Đà Lạt. Khá là thích, hoa nở, rực rỡ khắp vườn. Đây, cây si này chắc là cũng phải được rất là lâu rồi, mình nghĩ là chắc phải hơn 50 năm rồi. Và bây giờ thì mọi người hãy cùng Thu tham quan cái chỗ mà Thu nói là đẹp giống như sinh nha. Nó chỉ có một góc nhỏ thôi, nhưng mà mình rất là thích. Bởi vì lần đầu tiên mình bước vào mình đã nhớ ngay là wow, sao nó lại giống Singapore đến vậy. Đây cũng là một cây vàng anh này. Đây, đây là góc của Viện Kiến trúc Cảnh quan và Cây xanh đô thị. Các bạn bắt đầu thấy xanh xanh chưa? Đó. Mấy hôm trước mình qua thì hoa hồng nở rất là nhiều, nhưng mà hôm nay thì chúng đã tàn rồi, nhưng mà vẫn rất là đẹp mọi người ạ. Mình quay như thế này thì nó sẽ không nhìn thấy được hết vẻ đẹp của khu này đâu. Các bạn nếu mà rảnh và ở gần đây thì có thể đến thăm nha. Trời ơi, đẹp tuyệt vời luôn mọi người ơi. Cả một rừng cây xanh mát ở giữa bao bọc khu nhà, khu trường học. Thật là thích đúng không? Đây, mọi người thấy không? Ở giữa các tòa nhà, các dãy nhà học là cây rất là đẹp luôn này. Chim hót líu lo luôn đấy mọi người ạ. Đó. Trời ơi, đẹp lắm luôn mọi người ơi. Đấy, mình sẽ cho mọi người dần dần đi lên xem nha. Đây là hoa hồng này. Wow, nở đẹp chưa? Mọi người thấy không?
bởi vì trường được xây ở dưới một cái vùng giống như là dưới một cái chân núi, cho nên là ở phía dưới bảo khi mọi người đi dần dần lên này, nó thông luôn ở phía trên này đấy. Và kia chính là chỗ lúc nãy mà mình đứng check in đấy. Đúng là rất đẹp đúng không mọi người? Nếu mà mọi người có thời gian nhất định phải qua đây tham quan nha. Ở trong trường thì có rất là nhiều các cây lạ nhưng mà nó hơi xa một tí. Ôi. Đẹp dã man luôn đúng không mọi người? Mình quay như thế này thì sẽ không thấy được hết vẻ đẹp của trường. Nếu mà mọi người được đến đây, trời ơi, cây lá đỏ trước mặt mọi người ơi, nó dễ thương dã man luôn đấy. Lá đẹp ơi là đẹp luôn. Màu đỏ đẹp lắm luôn mọi người ạ. Bên Hàn Quốc luôn, nếu mà mọi người được chứng kiến tận mắt. Tiếp theo thì mình sẽ đưa các bạn đi xem hồ nước của trường nha. Mình cũng rất là thích cái hồ này bởi vì nó điều hòa cho cả cái ngôi trường này luôn luôn được mát mẻ. Nó khá là rộng. Vào buổi chiều thì mọi người hay đi bộ ở trên lên rừng thông. Cái dốc ở phía trên ấy, nếu mà đi thẳng thì lên rừng thông của trường. Trời ơi thích quá, mình rất là thích không khí ở đây. Trước mặt các bạn là một dãy hoa, hoa gì đó mình không nhớ tên, nhưng mà cũng là một dãy hoa rất là đẹp. Và bây giờ mình sẽ đưa, trời ơi bởi vì là leo dốc cho nên là hụt hơi quá, đưa các bạn đến thăm một dãy hoa cực kỳ đẹp ở bên hồ. Nhìn phê là phê mà check in ở đây thì bao đẹp mọi người ạ. Sinh viên đây, sinh viên thì cũng khá là ít thôi bởi vì đang là Covid cho nên nhiều bạn ở nhà. Mình sẽ đưa các bạn đi xem một dãy hàng cây đẹp tuyệt vời luôn, đang mùa hoa nở. Đây chính là hồ này. Trời ơi các bạn thấy không? Phong cảnh y như bên Hàn Quốc luôn mọi người ạ. Công viên Hàn Quốc luôn này. Đó. Chúng mình sẽ đến thăm hàng cây hoa nở tuyệt vời của nơi đây nhá. Đẹp quá là đẹp luôn. Ôi, cái cây này cũng đẹp này mọi người này. Đang mùa rụng lá và cũng đang là mùa ra lá. Khoảnh khắc chuyển giao, thay đổi. Đó, người thấy không? Chuẩn bị đến góc đẹp nhất cái bờ hồ này rồi mọi người ạ. Đây là bờ hồ và mình sẽ cho mọi người xem dãy hàng hoa đẹp nhất. Đó, đi từ từ cho mọi người xem. Các bạn sinh viên đang ngồi đây này. Đấy, mọi người thấy đẹp không? Wow, đẹp chưa? Bạn ơi, quay hộ mình một tí được không? Mình đang để chế độ quay rồi, bạn chỉ cầm hộ mình tí nhá. Đẹp quá luôn. Đây là hoa gì có biết không? Không ạ. Hoa dâm mụt ạ. Không ạ. Hoa dâm mụt chị ơi. Hoa dâm mụt ạ. Vâng.
kêu bạn nha. Có phải là rất đẹp không mọi người? Đó, mọi người thấy không? Ở trong trường còn rất là nhiều góc đẹp nữa ở trên đồi thông ấy, nhưng mà hôm nay mệt quá rồi. Leo dốc nhiều. Bởi vì trường thì đa phần là sẽ xây theo các tầng bậc, vì nó ở dưới chân một quả núi với mọi người à. Wow, đẹp tuyệt vời. Ở video của mình xin được dừng ở đây nha. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại mọi người vào video mới nhất nha. Bye bye.